Kính thưa quý thính giả, năm Canh Thìn 1940, chiến tranh thế giới nổ bùng, lòng người đang hoang mang vì việc chết sống trước mặt. Vậy mà trong nước nền kinh tế kiệt quệ, nông nghiệp cũng bị băng hoại bởi ruộng đồng phần lớn bị bỏ hoang. Người dân đói khát, rách rưới đầy nơi. Đức Thầy viết bài khuyên người vào lòng phước thiện sau đây để kích thích lòng bác ái của các thiện tín giàu có từ xa đến viếng thăm và nghe pháp nơi Ngài. Bài có hai lối văn, phần đầu văn lục bát, phần sau thất ngôn tứ cú. Hành y các lời chỉ giáo trong đây, hành giả nhất quyết sẽ đạt thành được đại hạnh bố thí ba la mật. Và sau đây là bài khuyên người vào lòng phước thiện của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ mão chưa quan, gặm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm, ruộng đồng chẳng có ra rơm, trâu bò ngóng mi cổ nhà nông héo lòng. Canh Thìn bước tới thì rồng trong cho mùa khác ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo giá tờ như bào, vợ đau con yếu phương nào cho ăn. Cả kêu cùng mơ khắp sớm mơ làng, mấy ông điện chủ cưa nàng mới qua. Làng gần chia những tình xa, lúc xưa thì cùng ruột ràng với nhau. Ngày nay tốt phước sáng giàu, xin thương kẻ có giúp hào một khi. Cầu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyên khích tờ đờn ba. Người đói có nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bùa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bơi
dành chia. Ông ban các chợ sầm mây tìm hàng thành mẫu nhờ dân ruộng vườn. Ngày nay thất nghi bác khá thương tiền nông ni chẳng có cơm lượng cho qua. Mắt nhìn lòng ruột ràng cả kêu bốn đạo thiệt tôn. Muốn cho rắn đặng quá cổ xa thân làm bước diêm phù giữa kỳ hoa. Giữ bó đơn lúc phong ban gặp cơn nghi bác loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần được sáng nhờ của người bần gấp thâu. Tay đời lao lý mà rầu giúp cho chúng nó ngọ hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc dần hờn ra tay tế đồ xây dần trời đất tiếc thì hết cơn bị cực tới kỳ thời lai. Cổ kim hiếm lúc nàng tay hưng dòng suy thành bằng nay lẻ thường. Lớn rộng nắng ách phải dương muốn qua trung khổ tìm đường bông lai. Ngày kia được về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó cũng người nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhân xin đi khá tập rèn thạch sùng dương khai sách đèn ai ương. Thanh hiền rồi tích đời xưa nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của vơ vơ chi bằng làm phải truyền thơ ghi đời. Xác phàm có mấy lắm hơi hỏi dài có một cứ màng lời
đôi bao. Của dư cho mượn mới làm hảo tâm bố thí ngọc tỏa được lên. Chê nghèo giáo nọ đâu bền, chỉ bằng bố đức lập nền từ bi. Con hiền khá sớm hồi quy, nghe lời thầy dạy kịp thì bớ dân. Dòm xem kẻ có táo tần, rộng tâm sang sớt dắt lần với nhau. Nghèo thời cũng ráng cháo rau, chớ đừng gian xạo ngày sau thanh nhàn. Bần cùng cũng sớm liều toan, giữ tâm ngày thảo sớm làng mến yêu. Một khang thần tỉnh cần triêu, khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được y lâu. Ít ai giữ đặng chi bền, tu theo nước lớn rồng bèn thái trôi. Tuy xa mãi tới mấy hồi, đất còn lỡ thét phải bội tự nhiên. Thảm thương cho kẻ ta điền, gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay. Nó chiều rồi tròn cha mẹ như thế, nhằm năm lưng túc não đề tâm trung. Khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành dưới của ai dùng vào đây. Sốt sốt nhà sau một dép nồi, ông chồng quần áo rách lôi thôi. Bày lũ nhỏ dành nhau lẫn chỗ ngồi. Cua đũa mèo bung ngờ chú thảo, muộn rơi cho dền tưởng cho mồi.
nạn trôi lúa ngập đói còn xa. Điện chủ mau mau nghĩ tần mà. Giúp giùm kẻ rối bụi vừa qua, có ăn dư quê nhờ thân nó, nghèo khổ bần phu thảm dữ đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. To lời nhắn nhủ gặp đâu đâu, chẳng vật từ nay luôn thảm sầu.